Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, bà con nhân dân ở thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt được gọi là nước sạch, nhưng thực tế không đảm bảo vệ sinh. Trạm cấp nước sạch được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng do địa phương thiếu nguồn kinh phí duy tu sửa chữa nên đã giao cho một doanh nghiệp đầu tư quản lý vận hành. Tuy nhiên, nhà đầu tư thiếu trách nhiệm dẫn đến người dân phải gánh chịu hậu quả, tiền mất, thiệt mang bởi nguồn nước không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Tại sao thực trạng này đã diễn ra hàng năm trời mà chính quyền địa phương cũng như các cấp ngành có liên quan chưa có biện pháp khắc phục và xử lý? Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn về thực trạng này. Khi nước bơm về bẩn chúng tôi còn không dám ăn, toàn phải qua xử lý nước sạch bộ máy lọc nước. Kiến nghị với các cấp trên là quan tâm đến là làm sao giải quyết cho nhu cầu nước cho dân, đảm bảo về số lượng, đảm bảo về cái chất lượng. Khi bơm ban đầu là nó vào tầm độ 2-30 phút đầu là nó đục và nó có mùi thối của cống rãnh. Thế đã nhiều lần là chúng tôi đã kiến nghị lên ủy ban. Trạm cấp nước sạch của thị trấn Lục Nam được nhà nước đầu tư xây dựng và bàn giao cho ủy ban nhân dân thị trấn quản lý và khai thác từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 2 năm 2013. Qua quá trình vận hành 10 năm, trạm nước bị xuống cấp. Thế nhưng ngân sách địa phương eo hẹp nên không có cho duy tu sửa chữa. Trạm nước không đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cho nhân dân. Với thực trạng trên, tháng 3 năm 2013, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Lục Nam đã ký hợp đồng bàn giao cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Bảo Sơn quản lý trạm nước sạch. Trước khi quản lý và vận hành khai thác, công ty đã có cam kết và phương án quản lý đầu tư cụ thể với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành theo cam kết là trong quý 3 năm 2013. Tuy nhiên, từ thời gian công ty vào quản lý đến tháng 1 năm 2015, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Bảo Sơn không thực hiện theo như cam kết trong hợp đồng. Hiện nay nhân dân rất bức xúc, trong 4 năm liên tục hệ thống nước sạch không được cải thiện. Ví dụ như chất lượng không đảm bảo, số lượng không đảm bảo, thời gian bơm không tốt. Đấy, rồi thu tiền nước là cũng không đúng cái hóa đơn của Bộ Tài chính ban hành. Công ty này không đủ năng lực. Khi phóng viên chương trình cùng ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Lục Nam đến trạm cấp nước sạch của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Bảo Sơn thì có duy nhất một nhân viên quản lý của công ty. Và đây là cách mà nhân viên công ty đón khách. Sao lại đứng trên đỉnh? Trước đây kế hoạch đã giao cho công ty là người ta kể cả kiểm tra đột xuất hay định kỳ người ta vẫn có quyền. Nói chung bây giờ em có mở cửa không? Em không rồi. Không mở gì? Rồi. Thế là công ty là không hợp tác nhá. Hàng loạt báo cáo, công văn được Ủy ban nhân dân thị trấn Lục Nam gửi Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, các cấp ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, cơ quan quản lý công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Bảo Sơn cũng đã gửi những báo cáo này lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các ban ngành liên quan. Tuy nhiên đến nay, sau một thời gian dài chờ đợi, câu trả lời mà bà con nhân dân nơi đây mong chờ vẫn ở trên giấy.